Liên quan đến vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở ngõ sâu đường Trung Kính, Hà Nội làm 14 người thiệt mạng, 3 người bị thương, xảy ra vào đêm ngày 24 tháng 5, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết đã có kết quả xác minh ADN của 3 nạn nhân cuối cùng. 3 nạn nhân này gồm anh MNT, 37 tuổi, quê Bắc Cạn, anh LTT, 24 tuổi, quê Hưng Yên, anh VNL, 24 tuổi, quê Lào Cai. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, các gia đình đã đến đưa nạn nhân về quê nhà mai táng. Tối ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cháy nhà trọ 3 tầng, làm 14 người thiệt mạng để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Thưa quý vị, do đang vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng mía trục làm nước giải khát tăng mạnh, nên thời gian gần đây, thương lái đến tỉnh Hậu Giang, nhất là huyện Phụng Hiệp, tìm mua mía trục với giá khá cao. Tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, người dân đang thu hoạch mía bán cho thương lái. Hiện mía bán trục được thương lái thu mua với giá 1.700 đến 2.300 đồng một ký, tùy giống cao hơn từ 600 đến 800 ngàn đồng một ký. Lúc này mấy mua cao nè, chứ lúc trước thì mua ngàn mấy, hai nha. Nói chung là 16 này nè là nó không có đạt. Thành ra mình mua giá 1.800, chứ đúng hiện giờ là 16 là nó khoảng cỡ 2.021. Trong vụ mía năm 2024, huyện Phụng Hiệp xuống giống khoảng 458 hectare với các giống ROC16 và giống K. Do không nằm trong vùng nguyên liệu mía của nhà máy đường Phụng Hiệp, nên những năm qua, người dân chủ yếu trồng mía bán trục cho các thương lái. Tuy bán nhỏ lẻ, nhưng giá bán cao, người dân có lợi nhuận. Cái này lời nhiều hơn. Bị mía nhà máy nó mua có 1.000, 1.100 à. Còn này mình bán tới 1.800, tới 2.000. Nó lợi nhuận hơn cấp 2 lần. Hiện tại đó, đối với xã Phụng Hiệp đó là trong mấy năm gần đây đó, thì cái giá mía đó thì nó đang ở cái mức cao. Cho nên khi bà con đó là sản xuất mía đó, thu hoạch đó thì có cái lợi nhuận cũng tương đối khá. Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, toàn huyện hiện thu hoạch được hơn 150 hectare, tập trung chủ yếu ở xã Hiệp Hưng và xã Phụng Hiệp. Những diện tích này đa phần là mía lưu gốc từ vụ trước, năng suất mía bình quân dao động từ 90 đến 95 tấn trên hectare. Với giá bán như hiện nay, nông dân đạt lợi nhuận hơn 70 triệu đồng trên hectare. Ngày 26 tháng 5, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức phỏng vấn hơn 4.500 thí sinh diện xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn theo hình thức trực tuyến. Theo Ban tuyển sinh hướng nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường huy động khoảng 500 giảng viên chia thành hơn 300 hội đồng để phỏng vấn thí sinh. Các câu hỏi phỏng vấn không liên quan đến việc kiểm tra kiến thức mà hầu hết là gợi mở để thí sinh thể hiện khả năng thuyết trình. Đây là năm thứ hai Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai phỏng vấn thí sinh bằng hình thức trực tuyến với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tài năng trên cả nước có cơ hội tham gia. Theo kế hoạch, trong vòng 2 tuần sau khi hoàn thành nội dung phỏng vấn, thí sinh sẽ biết kết quả. Hôm nay, hàng nghìn học sinh sinh viên đã tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2024, New Open Day, diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại đây, nhiều thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh đã được giải đáp và tháo gỡ. Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến ngành học, chương trình học mới, các cơ hội học tập, cơ hội nghề nghiệp dành cho các thí sinh mùa tuyển sinh năm nay. Là cháu chọn với bố mẹ cháu chọn nên là cháu muốn tìm hiểu xem cháu hợp với ngành nào. Nếu mà theo quy chế xét tuyển hiện nay của trường thì cháu đã có thể đăng ký được khoảng 3 phương thức rồi ạ. Nhưng mà cháu hơi lo là những cái phương thức lấy điểm của cháu cũng không được thuận lợi ạ. Em mong muốn em có thể biết rõ hơn về ngành của em đang chọn. Năm nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tuyển sinh khoảng 7.000 chỉ tiêu, mở thêm 6 ngành mới. Trong đó, 5 mã thuộc về lĩnh vực công nghệ số, đó là khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin và an toàn thông tin. Trường Kinh tế Quốc dân là một trường lớn định hướng trở thành đại học mà trong chiến lược phát triển đại hướng trở thành đại học của cuối năm nay hoặc là sang năm thôi, năm 2025 thôi. Chính vì vậy nên là từ cuối năm ngoái hay đầu năm nay ấy, thì trường đã thành lập 3 trường trực thuộc. Đấy là trường công nghệ, trường kinh doanh và trường kinh tế và quản lý công. Trên thế giới các trường đều đào tạo ứng dụng của các cái ngành này vào trong các cái lĩnh vực khác nhau, ví dụ như y tế, chăm sóc sức khỏe, như kinh doanh, như tài chính vân vân. Thì ở trường của Đại học Kinh tế Quốc dân thì các em sẽ được học một lúc đồng thời cả hai cái lĩnh vực này, và khi ra trường thì bạn có thể bắt nhịp và làm được việc ngay.
Các chương trình đào tạo tiên tiến chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay vẫn giữ phương thức tuyển sinh như mọi năm với khoảng 2.000 chỉ tiêu. Thí sinh sau khi đã đỗ vào trường có nhu cầu học các chương trình này sẽ tham dự bài thi kiểm tra đánh giá năng lực để xếp vào các chương trình đào tạo. Năm nay thì các chương trình đào tạo của Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao thì đã có thêm 8 chương trình được kiểm định bởi tổ chức kiểm định uy tín của Hoa Kỳ là ACBSB. Như vậy là tổng số đã có 18 chương trình đào tạo của Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã được kiểm định bởi tổ chức kiểm định uy tín này. Từ ngày 1 tháng 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức mở cổng cho thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức kết hợp theo đề án riêng của trường, phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, dự bị đại học trong mùa tuyển sinh năm 2024. Mô hình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người Dao Thanh Phán tại xã Đồng Sơn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là một mô hình hay được xây dựng, triển khai nhằm phục dựng, lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa, với mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xã Đồng Sơn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất những người có uy tín, thành thục về chữ nho để hướng dẫn cho người dân có nhu cầu tham gia học chữ. Tại đây, họ không chỉ được nghệ nhân truyền đạt, nêu cao ý thức gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục nghi lễ theo đúng bản sắc, mà còn bảo nhau loại bỏ dần các hủ tục không còn phù hợp trong đời sống. Hiện nay thì tôi thì cũng đang là truyền dạy lại những cái chữ mà của cha ông để lại. Tới đây sẽ truyền dạy cho các con cháu cũng như là bà con làng xóm để anh em làm sao là biết được, để nắm được những cái phong tục quán của dân tộc Dao. Còn đây là câu lạc bộ thêu may trang phục truyền thống tại thôn Tân Ốc 2 do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Sơn thành lập với 20 thành viên. Mỗi tháng tổ chức dạy một buổi tại nhà văn hóa của thôn. Tham gia câu lạc bộ, những người bà, người mẹ, người chị không chỉ được thể hiện niềm đam mê mà họ còn có cơ hội truyền dạy cho lớp trẻ giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc, khi nhiều bạn trẻ ở xã Đồng Sơn hiện nay không còn thành thạo trong công việc này. Từ khi triển khai mô hình giữ gìn mà phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người Dao Thanh Phán thì đến thời điểm bây giờ thì cũng thu được rất nhiều cái kết quả. Hiện tại 4 trên 4 thôn thì đều có cái câu lạc bộ thêu may theo nhóm, cho nên là hàng năm thì đều có những bộ áo trang phục dân tộc để các cô gái người Dao diện trong các cái lễ hội hoặc là ngày Tết. Trước sự phát triển của nền kinh tế hiện đại, việc gìn giữ những nét đặc trưng riêng có trong văn hóa vật chất và tinh thần của người đồng bào Dao Thanh Phán là rất cần thiết. Mục tiêu xa hơn là bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng, tăng thêm nhiều trải nghiệm cho du khách, đồng thời nâng cao thu nhập, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống từ những nét đẹp truyền thống của chính dân tộc mình.